chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Khánh Ly. Hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 2 năm 2015, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương qua đời trưa nay tại Đà Nẵng sau hơn nửa năm điều trị bệnh rối loạn sinh tủy. Câu chuyện của những người sẽ phải đón Tết trong bệnh viện. Tết không chỉ có thuốc men, hóa chất mà còn có cả tình yêu thương và lòng lạc quan tràn đầy. Vé chính chủ, một trong những khó khăn đang khiến nhiều người dân vẫn chưa thể mua được tấm vé về quê ăn Tết. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua một nghị quyết nhằm ngăn chặn nguồn tiền trị giá hàng triệu đô la Mỹ của IS từ việc bán dầu lửa, cổ vật và bắt cóc tống tiền. Thành phố Rio de Janeiro của Brazil sẵn sàng đón lễ hội Carnival, lễ hội lớn nhất tại xứ sở Samba. Thông tin thời sự đáng chú ý nhất ngày hôm nay có lẽ là việc trưởng ban nội chính Trung ương, ông Nguyễn Bá Thanh đã chút hơi thở cuối cùng vào khoảng 13 giờ tại thành phố Đà Nẵng. Ông Thanh qua đời ở tuổi 62 sau hơn nửa năm điều trị bệnh rối loạn sinh tủy ở Singapore, Mỹ và Việt Nam. Theo thông báo được ban nội chính Trung ương phát đi vào chiều nay, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trưởng ban nội chính Trung ương đã từ trần vào hồi 13 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi biết tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, nhiều người dân Đà Nẵng đã tập trung khá đông ở khu vực nhà riêng của ông trong chiều nay. Ở quê nhà xã Hòa Tiến thuộc huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cũng đã có rất đông người dân kéo đến. Trao đổi với phóng viên VTC14, ông Phạm Gia Khải, Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương cho biết, trước khi qua đời, ông Nguyễn Bá Thanh rơi vào trạng thái hôn mê sâu, các chức năng về máu đều kém. Hồng cầu và tiểu cầu giảm mạnh, có dấu hiệu xuất huyết. Sự sống của ông Thanh được duy trì trong những ngày cuối cùng này là hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc bên ngoài. Trước đó, ông Phạm Gia Khải đã bay vào Đà Nẵng cùng đoàn chuyên gia tiến hành hội chẩn cho sức khỏe của ông Thanh suốt đêm qua và kết thúc vào 8 giờ sáng nay. Từ khi ông Thanh về nước điều trị vào ngày 9 tháng 1 năm 2015, đã có 29 lượt giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành vào khám với 6 lần hội chẩn, 2 lần lọc máu. Cũng theo thông báo từ Ban Nội chính Trung ương, tang lễ của ông Nguyễn Bá Thanh sẽ tổ chức vào 11 giờ trưa ngày mai 14 tháng 2 tại nhà riêng, số 189 đường Cách mạng tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh cử hành chính thức lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 9 giờ 30 phút ngày 18 tháng 2 năm 2015, tức 30 Tết. Sau đó ông Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Bá Thanh từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi làm trưởng ban nội chính Trung ương từ tháng 12 năm 2012. Ông được phát hiện mắc bệnh rối loạn sinh tủy vào tháng 5 năm 2014 và đã điều trị tại Singapore và Mỹ. Tết đang đến rất gần. Có thể nói trong dịp Tết, những người bệnh phải nằm lại bệnh viện là thiệt thòi hơn cả. Không những phải đối diện với bệnh tật, họ còn chịu những thiếu thốn về mặt tinh thần khi không được đoàn viên cùng gia đình. Nhắc đến những người đón Tết trong viện, không thể bỏ qua những bệnh nhi tuy còn rất nhỏ nhưng đã mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Vì nhiều lý do mà rất nhiều em Tết này sẽ không được về nhà với gia đình mà sẽ phải làm bạn với thuốc men, máy móc và những đợt điều trị. Trở thành những người bạn thân thiết, cùng nhau nô đùa, sau đó bật cười. Bé Bảo Trâm bị ung thư thận. Đáng nhẽ ở tuổi này cô bé phải được gần gũi, vui chơi bên bố mẹ, nhưng vì bệnh tật bé phải cùng ba xuống Hà Nội. Qua những lần xạ trị, tóc cũng đã rụng hết. Còn Thành Công cũng đã phải trải qua 6 lần mổ mới phát hiện bị mắc ung thư võng mạc. Giống như nhiều trường hợp khác, hai đứa trẻ năm nay sẽ phải ăn Tết trong viện.
mà không được về thì ăn Tết ở viện thì tôi cũng vui cùng mọi người thôi, nhưng mà chắc là cháu được, tôi ý của tôi là tôi mong là cháu được về ăn Tết cùng gia đình. Đi truyền hóa chất như thế này ấy, nên là bố cháu thì đàn ông nhiều khi cũng không bằng mẹ được, nên là rất là lo, mong cho cháu khỏe mạnh là vượt qua mọi tất cả. Những đôi tay bé nhỏ chi chít băng gạt kim tiêm vì phải truyền dịch, nhưng vài quả bóng bay, hay một cuốn truyện tranh được tặng cũng khiến các em vui vẻ. Tết đang đến rất gần, nhưng số trẻ ở đây vẫn khá đông. Hóa trị liệu của khối nội nói chung cũng như là trong cái ung thư trẻ em thì cố gắng điều trị duy trì đúng liệu trình. Do đó mà có những trường hợp có cháu phải điều trị cho đến ngày 29-30. Và thường thường trong dịp Tết ấy, có thể khoảng độ như năm trước là khoảng 5-6 trường hợp. Bởi vì trong tình trạng thứ nhất là nhà xa, thứ hai là bệnh nặng không thể về được. Hoa đào đã nở, một năm mới cũng sắp bắt đầu. Và lời chúc nhắn nhủ trên những tấm bưu thiếp này về những mùa xuân yêu thương nữa đến với các em cũng chính là hy vọng lớn nhất của tất cả mọi người muốn gửi gắm chặng đường chiến đấu với căn bệnh ung thư. Có thể sẽ rất khó khăn và trải qua đau đớn, nhưng đúng như lời gửi gắm, cuộc sống không bao giờ dập tắt hy vọng với những ai biết ước mơ. Vâng, những hoàn cảnh rất đáng thương. Đã thành thông lệ hàng năm tại một vài bệnh viện ở Hà Nội, người bệnh sẽ được nhận những suất cơm và phần quà để có cái Tết ấm cúng và thân tình hơn. Năm nay chương trình vẫn được duy trì tại các cơ sở y tế lớn của thủ đô. Tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, qua các nguồn tài trợ, bệnh viện đã huy động được 12.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và nhân viên, bao gồm cả học sinh, sinh viên thực tập, học viên, bảo vệ, vệ sinh, tình nguyện trong 4 ngày Tết, từ ngày 18 tháng 2 năm 2015, tức ngày 30 tháng Chạp, đến ngày 21 tháng 2 năm 2015, tức ngày 3 tháng Giêng. Ngoài ra, bệnh viện dự kiến phát 1.000 suất quà cho những bệnh nhân ở lại ăn Tết trong bệnh viện. Những món quà nhỏ sẽ là lời động viên và góp phần tạo nên cái Tết ấm cúng cho người bệnh. Bệnh viện Nhi Trung ương đã huy động được hàng nghìn suất quà Tết và suất cơm từ các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng hảo tâm gửi tặng những bệnh nhi ăn Tết tại bệnh viện. Ban giám đốc bệnh viện sẽ đi thăm hỏi và chúc Tết các bệnh nhân, tổ chức cho bệnh nhân đón Tết tại bệnh viện trong không khí đầm ấm vui vẻ. Phải ở lại bệnh viện ăn Tết, bệnh nhân nào cũng sẽ cảm thấy tủi thân và có đôi chút buồn lòng. Nhưng với các bác sĩ, việc phải trực trong những ngày Tết đã là điều hết sức bình thường. Mỗi khi năm hết Tết đến, dù không được quây quần bên gia đình và người thân trong giờ khắc thiêng liêng, nhưng với họ, được ở cạnh những người bệnh cấp cứu và giúp họ vượt qua những khó khăn, đó chính là điều ý nghĩa nhất. Những ngày giáp Tết này, chúng tôi đã có mặt tại khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để ghi lại câu chuyện của họ. Càng ngày cái khối lượng công việc nó càng, tất cả bệnh nhân đều rất là nặng. Y bác sĩ cũng không thích trực tiếp, nhưng mà vì nhiệm vụ thì cũng phải làm. 15 năm công tác tại khoa cấp cứu, bác sĩ Chính cũng đã trực tròn 15 cái Tết. Với anh, trực Tết không còn là chuyện quá xa lạ, mà đã trở thành công việc quen thuộc mỗi năm. Nói chung là cái áp lực công việc nó cũng không có gì thay đổi, thậm chí còn tăng hơn. Năm nào cũng thế, đặc biệt là trong năm nay, đấy thì cái lượng bệnh nhân vào rất là đông. Mỗi ngày thì cũng khoảng trung bình là 100 bệnh nhân vào trong tình trạng cấp cứu. Cũng theo các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, trong những ngày giáp Tết năm nay, lượng bệnh nhân cấp cứu đã tăng hơn nhiều so với năm ngoái. Năm nào cũng vậy, cuộc chiến với tử thần chính thức bắt đầu từ 29-30 Tết cho đến khi đi làm trở lại. Dự kiến trong 9 ngày nghỉ Tết, số lượng người bệnh cấp cứu có thể lên tới gần 1.000 người. Mong muốn lớn nhất ngày Tết của các bác sĩ cấp cứu là ít bệnh nhân, nhưng chưa năm nào như ý muốn. Đôi khi bệnh nhân rất là nặng, mà Tết thì các bạn biết rồi, là uống rượu rồi suất tiêu hóa rồi viêm tụy rồi tai biến mạch não rất là nhiều và khoa cấp cứu. Ngày nghỉ các bạn có thể chuyển lên tuyến trên, còn mình ở đây là tuyến cuối cùng rồi, thôi mà
không chuyển được bệnh nhân đi đâu đâu, cái cường độ công việc và nhận nó càng càng nhiều lên. Năm nay, nhiều khoa cấp cứu của cơ sở y tế như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức thực hiện làm việc bình thường dịp Tết. Rút kinh nghiệm nhiều năm, có khoa phòng sẽ thực hiện trực 24/24 giờ với đầy đủ nhân sự, đảm bảo cấp cứu kịp thời cho người dân trong dịp Tết. Đã giả soát lại tất cả các năm thì đâu đó vẫn có những người ta về quê, người ta chạy thận ở nhà hoặc là người ta bỏ buổi lọc. Và chính vì vậy sau khi lên Tết thì cái tình trạng cấp cứu nó tăng vọt lên. Năm nay chúng tôi chủ trương ngay từ đầu là báo cáo với giám đốc và được chỉ đạo của ban giám đốc là chúng tôi sẽ lọc máu trong cả 9 ngày Tết như bình thường. Hỏi 10 y bác sĩ thì gần như tất cả mọi người luôn sợ Tết vì là ngày mọi người vất vả nhất trong năm. Dẫu có bao nhiêu năm đón giao thừa cùng bệnh nhân thì cảm giác đón năm mới đêm 30 Tết ở bệnh viện bao giờ cũng rất thiêng liêng. Và chắc chắn với mỗi người đã từng phải trực cấp cứu đêm giao thừa thì đều có những kỷ niệm không bao giờ quên. Đúng cái thời khắc 30 Tết đấy là tôi đã làm một cái can thiệp thủ thuật cấp cứu và cứu được một bệnh nhân. Sau khi mà cứu được bệnh nhân tỉnh lại đấy thì gia đình rất là vui và tất cả ngồi quây quần. Tết là vui, ai cũng biết thế. Nhưng chỉ khi ở bệnh viện những ngày này mới thấm thía những nỗi buồn rất đặc biệt. Đó là câu chuyện của những bác sĩ tại các bệnh viện lớn, những nơi phải tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân trong dịp Tết. Và những bác sĩ người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, họ sẽ đón Tết ta như thế nào? Câu chuyện của một bác sĩ người Canada sau đây sẽ cho chúng ta biết câu trả lời. Đây là năm thứ 10 tôi sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Từ những chuyến tình nguyện khám sức khỏe cho những bệnh nhân nghèo, tôi đã lựa chọn ở lại đây. Từ năm đầu tiên, Tết với tôi khá lạ lẫm, nhưng cũng lâu rồi. Tôi thích đến Tết vì được đi bộ trên con phố gần nhà ngắm các loại hoa. 10 năm, cứ đến dịp Tết, những người bán hoa dọc phố Hoàng Hoa Thám lại nhận ra hình ảnh quen thuộc của ông Tây len qua từng dòng người tấp nập. Vốn tiếng Việt ít ỏi, chỉ đủ để nói đẹp quá, bao nhiêu. Nhưng sự thân thiện của bác sĩ Brian McNeil luôn khiến người bán hàng ở đây nhớ mãi. Tôi rất thích loại hoa đặc biệt này vì nó chỉ có vào dịp Tết. Các bạn đồng nghiệp ở phòng khám nói với tôi, ở Việt Nam thấy hoa đào là thấy Tết. Những năm đầu, ông Brian chỉ thấy cây đào ở những nhà hàng xóm trong cùng khu chung cư. Đến năm thứ 3 ăn Tết ở Việt Nam, nhập gia tùy tục, cành đào đã được ông đặt ở vị trí trang trọng nhất trong phòng khách. Những ngày Tết ở đây không tấp nập như ngày thường. Chúng tôi lấy niềm vui bằng việc trang trí nhà cửa bằng cây đào. Chúng tôi cũng mua các loại đồ ăn truyền thống của người Việt như mứt hay bánh chưng chẳng hạn, rất ngon. Vợ chồng bác sĩ Brin tâm sự, ở đất nước Canada xa xôi của họ, những người trong một gia đình thường sống xa nhau nên dịp Giáng sinh hay năm mới cũng chưa chắc có thể gặp mặt. Còn người Việt Nam, Tết là dịp mọi người sum họp gia đình, mừng tuổi và trao cho nhau những lời chúc tụng may mắn đầu năm mới. Ở đây, họ cũng có những người bạn, cho nên tình cảm đã khiến họ không còn cảm thấy cô đơn, nhất là khi Tết đến, ai ai cũng trở về nhà. Cảm giác hào hức khi Tết đến khiến chúng tôi thấy như mình là người Việt Nam vậy. Sắp Tết, số lượng bệnh nhân tại phòng khám đa khoa quốc tế Hà Nội, nơi bác sĩ Brian gắn bó nhiều năm, vẫn rất đông. Và những người bệnh ở đây, dù là Việt Kiều, người nước ngoài hay người Việt Nam, họ luôn cảm thấy thân quen với hình ảnh một vị bác sĩ thân thiện, yêu Việt Nam như chính quê hương mình.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, dù may mắn được trở về quê quần bên người thân trong dịp Tết đến xuân về hoặc phải ở lại bệnh viện điều trị trực Tết, thì có lẽ với nhiều bệnh nhân và các y bác sĩ, họ vẫn cảm nhận được những giây phút ấm áp sum vầy. Và mỗi năm qua đi, họ đều có những ước vọng về sự thay đổi, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Bình an cho cả bác sĩ lẫn bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân. Trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Mong cho cháu khỏe mạnh, có một nghị lực hơn nữa để vượt được qua bệnh tật. Không phải khám mỗi một ngày từ 50 đến 100 bệnh nhân nữa. Cứ nằm xong cứ khỏe mạnh, ít phải đến đây. Mẹ tôi sớm được chữa trị và được có sức khỏe tốt. Đây là một bệnh nhân bị đột quỵ suốt não. Thế là sang năm mới có một công việc thuận lợi hơn. Và ít về đến viện hơn. Cả mong bệnh nó sẽ lui đi, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho các cháu. Bởi những cái bộ não thật là uyên bác và trái tim nồng ấm của các thầy thuốc. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, vào sáng ngày hôm nay, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Dương do Chánh Thanh tra Sở Y tế dẫn đầu đã đến công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát tại địa chỉ số 219 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương để kiểm tra sau những nghi vấn về chất lượng sản phẩm của công ty này liên tục bị phát hiện và phản ánh trong thời gian qua. Nội dung thanh tra bao gồm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, quy trình sản xuất đối với các sản phẩm nước uống của công ty Tân Hiệp Phát. Ngày hôm nay, công ty Tân Hiệp Phát cũng đã sắp xếp để các cơ quan báo chí đi tham quan và ghi hình dây chuyền sản xuất, dây chuyền đóng chai nhựa đối với hai sản phẩm Dr. Thanh và nước uống tăng lực Number One. Đây cũng là hai sản phẩm trong thời gian qua liên tục bị người tiêu dùng phản ánh có những vật thể lạ khi lưu hành trên thị trường. Đại diện công ty Tân Hiệp Phát tuyên bố rằng việc có vật thể lạ bên trong các sản phẩm có thể do hành vi phá hoại từ bên ngoài và doanh nghiệp cũng nói họ không gài bẫy khách hàng trong vụ người tiêu dùng bị bắt sau khi đòi bồi thường cho chai nước có ruồi. Việc thanh tra công ty Tân Hiệp Phát sẽ diễn ra trong những ngày tới. Kết quả sẽ được Sở Y tế tỉnh Bình Dương công bố với báo chí sau khi đợt thanh tra kết thúc. Giảm tần suất tổ chức lễ hội, không sử dụng thời gian làm việc và đặc biệt là dùng xe công để đi lễ hội. Đây là những nội dung quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Cụ thể, trong thời gian qua, tuy việc tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm có chuyển biến tích cực, nhưng việc bảo đảm an ninh, an toàn trật tự tại di tích và tổ chức lễ hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn, tập trung đông người, còn bộc lộ những bất cập, cần có ngay các biện pháp chấn chỉnh khắc phục. Để tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho du khách, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan ban ngành giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Cơ quan đơn vị chủ trì tổ chức lễ hội, ngày hội phải chịu trách nhiệm về kế hoạch, chương trình, nội dung, quy mô, tần suất, thời gian tổ chức, bảo đảm việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương. Thủ tướng cũng yêu cầu hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, ngày hội. Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện công điện này không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ. Thay đổi lớn nhất của ga Sài Gòn năm nay là việc phát hành vé và mua vé dịp Tết Nguyên đán 2015. Khác với các năm trước, năm nay hành khách muốn lên được tàu thì thông tin trên vé phải trùng khớp với thông tin cá nhân của chính họ. Hiện tại thì nhiều người dân cũng đang gặp rất nhiều khó khăn để có được tấm vé về quê ăn Tết. Ghi nhận của phóng viên VTC 14 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ga Sài Gòn những ngày cận Tết. Mua được vé là việc rất khó khăn.
nên không ít người phải mua vé ngoài chợ đen. Điều này sẽ dẫn đến việc vé không trùng tên với hành khách. Ga Sài Gòn triển khai hình thức bán vé điện tử cho hành khách về quê đón Tết từ cách đây cả tháng. Và theo quy định, để được lên tàu thì thông tin trên vé phải khớp với số chứng minh nhân dân đăng ký trước đó. Thực hiện áp dụng cái việc bán vé qua cái hệ thống bán vé điện tử. Và cái hệ thống này thì vé, tất cả các vé tàu đều có tên và số chứng minh nhân dân ghi ở trên vé. Tuy nhiên, người dân mua vé rất khó khăn vì dân vé chợ đen đầu cơ để tuồn ra ngoài thị trường. Mua vé trên mạng, nhưng mà đăng ký trên mạng thì rất là lâu. Nhưng mà xuống đây mình thấy là vé chợ đen cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình sợ, mình đâu dám mua đâu. Mua sợ lên tàu là đi không được. Chợ đen thì chắc chắn thì giá nó sẽ vẫn leo lên nhiều hơn. Những băng rôn như thế này được căng ngay tại ga để khuyến cáo người dân. Nhưng đến thời điểm này, vẫn còn rất nhiều người mua vé không đúng với tên và số chứng minh nhân dân của mình. Và những hành khách như vậy sẽ khó được lên tàu về quê ăn Tết. Mới thực hiện cái giai đoạn 1, tất nhiên thì nó có hai vế. Một thì nó cũng chưa hẳn là hoàn thiện hoàn toàn. Cái vế thứ hai thì khách hàng mới sử dụng, cho nên là cũng không tránh khỏi cái việc thao tác nhầm. Có thể sinh ra là cái ghi tên và chứng số giấy tờ tùy thân có thể là nhầm lẫn. Lãnh đạo công ty vận tải đường sắt Sài Gòn cũng cho rằng người dân cần tìm hiểu kỹ và nên mua vé chính chủ để tránh lỡ chuyến tàu đoàn tụ với gia đình. Với những vé nếu chứng minh được do người thân hoán đổi, ga Sài Gòn sẵn sàng chuyển đổi tên cho người lên tàu mà không tốn phí nào. Với những vé hành khách đã chót mua mà không đúng tên chính chủ, công ty vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ mua lại trên cơ sở trừ 5-30% giá trị vé, tùy từng thời điểm. Dự kiến, Tết năm nay, ga Sài Gòn sẽ phục vụ 130.000 lượt khách, tăng hơn 6.000 lượt so với năm 2014. Chuyển sang phần tin quốc tế, trong bối cảnh tổ chức Hồi giáo IS vẫn đang dùng mọi thủ đoạn để tăng nguồn thu về tài chính nhằm mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp thế giới như hiện nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã nhất trí thông qua một nghị quyết nhằm ngăn chặn nguồn tiền trị giá hàng triệu đô la Mỹ của chúng từ việc bán dầu lửa, cổ vật và bắt cóc tống tiền. Với thu nhập khoảng 3 triệu đô la Mỹ mỗi ngày, tổ chức Hồi giáo IS đang được đánh giá là tổ chức khủng bố giàu có nhất thế giới và có tiềm lực mạnh nhất cả về quân số và tài chính. Do đó, nghị quyết do Nga soạn thảo và nhận được sự ủng hộ của hơn 35 quốc gia nói trên đã kêu gọi mọi biện pháp trừng phạt chống lại các cá nhân và thực thể buôn bán dầu với IS và Al-Qaeda, đồng thời thúc giục 193 quốc gia của Liên Hợp Quốc thực hiện các bước đi thích hợp nhằm ngăn chặn việc buôn bán các cổ vật, di sản văn hóa từ Iraq và Syria. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an cũng khuyến cáo chính phủ các nước cần phải ngăn chặn việc những kẻ khủng bố kiếm lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ những khoản tiền chùa con tin. Chúng tôi tin rằng đây là trường hợp cho thấy sự cần thiết phải sử dụng các nỗ lực tập thể để giải quyết các vấn đề mà cả thế giới đang phải đối mặt. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cho rằng nghị quyết trên là một biện pháp mạnh tay giúp chính phủ các nước có hướng dẫn thực tế rõ ràng trong việc ngăn chặn buôn lậu dầu. Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc Ali Al-Hakim cũng khẳng định nghị quyết có khả năng phá vỡ sự liên kết giữa các phần tử thánh chiến và những nhóm tội phạm đang hoạt động ở châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordani. Thượng viện Mỹ ngày 12 tháng 2 đã chính thức xác nhận ông Ashton Carter, nhà vật lý học với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh quốc gia, sẽ thay thế cho ông Chuck Hagel. Sau động thái này, thì ông Carter sẽ là vị bộ trưởng quốc phòng thứ tư được Tổng thống Obama chỉ định trong vòng 6 năm qua. Với kết quả 93 phiếu thuận và 5 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua đề xuất tiến cử ông Ashton Carter làm bộ trưởng quốc phòng mới của Mỹ. Lễ nhậm chức sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Ông Carter, 60 tuổi, sẽ thay thế ông Chuck Hagel, vốn đã xin từ chức vào tháng 11 năm ngoái, sau khi Tổng thống Obama cảm thấy ông không phù hợp với cương vị hiện tại. Nhà Trắng cho biết nước Mỹ muốn một lãnh đạo Lầu Năm Góc mới để đối phó với tổ chức IS, cũng như giải quyết các vấn đề tại Afghanistan. Trước khi được phê chuẩn, ông Carter từng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2011 đến 2013. Ông Carter cũng là người từng chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị quốc phòng trong giai đoạn từ 2009 đến 2011, khi ông chịu trách nhiệm về việc tái cấu trúc chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35. Trước đó, trong phiên điều trần ngày 4 tháng 2,
liên quan đến việc phê chuẩn ông là Bộ trưởng Quốc phòng mới, ông Carter cũng đã khẳng định quyết tâm tăng ngân sách quốc phòng, giảm chi phí mua sắm vũ khí mới, trong khi vẫn đảm bảo rằng mọi công nghệ mới nhất sẽ được áp dụng cho các binh sĩ Mỹ sớm nhất có thể. Gần đây liên tiếp xảy ra những tai nạn do cháy nổ khi vừa sử dụng điện thoại vừa sạc dẫn đến chết người. Mới đây nhất, một cô gái 24 tuổi người Nga đã tử vong tại căn hộ của mình ở Moscow vì bị điện giật khi vừa sạc iPhone vừa lướt mạng xã hội trong phòng tắm. Theo các chuyên gia, vừa sạc vừa sử dụng điện thoại di động sẽ khiến bạn dễ bị điện giật, nhất là với các máy có chất lượng kém, linh kiện của bộ sạc không đảm bảo. Đầu tuần rồi, người bạn cùng phòng đã phát hiện cô Yevgenia Sviridenko chết trong tư thế bị ngã vào bồn tắm. Người ta cho rằng, ngày trước lúc tử vong, cô đã vừa sạc điện thoại, vừa lướt mạng xã hội trong phòng tắm. Các lực lượng cấp cứu đã khẩn trương tới hiện trường nhưng không thể cứu sống cô. Cảnh sát đang điều tra lý do tại sao sạc không ngắt. Họ cũng sẽ không tiết lộ thông tin bộ sạc đó có phải là một sản phẩm của Apple được cấp phép hay không. Thời ban điều tra tại địa phương cho biết, các khám nghiệm ban đầu cho thấy cô Sridenko qua đời vì bị sốc điện, nhưng việc điều tra nguyên nhân tử vong vẫn sẽ tiếp tục. Bộ Giao thông Vận tải Anh vừa công bố họ đã nghiên cứu thành công loại tàu hỏa sử dụng pin có thể di chuyển qua quãng đường dài 1.000 km với đầy đủ hành khách trên các toa chỉ với một lần sạc điện duy nhất. Thoạt nghe, không ít người sẽ tưởng đây là giấc mơ ngông cuồng, thế nhưng công nghệ hiện đại lại hoàn toàn cho phép chế tạo một đoàn tàu chở khách sử dụng pin sạc như vậy. Trong bối cảnh dầu mỏ và nhiên liệu hóa thạch liên tục tăng giá, việc chế tạo một đoàn tàu sử dụng pin sạc rất có thể là giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Các chuyên gia làm việc tại phòng nghiên cứu thuộc Bộ Giao thông Vận tải Anh cho biết có hai lựa chọn đối với loại tàu sử dụng pin sạc mà họ nghiên cứu. Thứ nhất, các đầu tàu sẽ được trang bị loại pin sạc nhỏ, nặng chừng 2 tấn để đáp ứng hoạt động của đoàn tàu. Tuy nhiên, khi dừng ở những ga nhất định, hành khách buộc phải chờ đợi việc thay thế các đầu kéo nhằm đáp ứng khả năng hoạt động trong hành trình tiếp theo. Thứ hai, nếu sử dụng loại pin sạc nặng 8 tấn, đoàn tàu có khả năng di chuyển liên tục qua khoảng cách 1.000 km. Tuy nhiên, tại những khúc đường đặc biệt, vẫn cần sự hỗ trợ của siêu tụ điện hoặc bánh đà nhằm bảo đảm cho đoàn tàu hoạt động hiệu quả. Tôi không nghĩ mình sẽ được chứng kiến việc phổ biến loại tàu hỏa chạy pin. Tuy nhiên, chúng sẽ được sử dụng bởi sự an toàn đối với môi trường. Tuy việc sử dụng pin để trang bị cho các đoàn tàu hoạt động ở khoảng cách gần là khả thi, nhưng bài học từ các loại ô tô điện cho thấy các loại pin sạc tuổi thọ thường rất kém, trong khi những đoàn tàu diesel thông thường cần chi phí 250.000 đô la Mỹ phí vận hành một năm, thì những đoàn tàu sử dụng điện cần tới 380.000 đô la Mỹ, trong đó có gần 230.000 đô la Mỹ phí thay pin. Như vậy, giá dầu diesel phải tăng gấp đôi so với hiện nay thì việc phổ dụng tàu hỏa chạy pin mới thực sự trở nên khả thi. Tuy nhiên, sẽ có lúc con người phải lưu tâm tới loại phương tiện đặc biệt này bởi nhiên liệu hóa thạch, trong đó có dầu mỏ không phải là nguồn tài nguyên vô tận. Khi những loại nhiên liệu này cạn kiệt, con người cần phải tìm ra những giải pháp mới để tự phục vụ cho chính mình. Lễ hội Carnival, sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm của người dân Brazil đang đến rất gần. Trong bối cảnh thời gian chỉ còn đếm bằng giờ như hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho các bữa tiệc đường phố đã sẵn sàng tại thành phố biển Rio de Janeiro. Với việc sẽ tổ chức sân chơi cho khoảng 1 triệu khách du lịch đến với thành phố, hoạt động an ninh bắt đầu được tăng cường tại Rio de Janeiro kể từ vài ngày qua. Theo đó, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, 15.500 nhân viên an ninh và 3.332 xe tuần tra sẽ được huy động để đảm bảo không xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể sẵn sàng đáp ứng bất cứ cuộc điện thoại nào gọi đến nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người tham gia lễ hội. Trong khi đó, các công nhân vệ sinh của thành phố cũng đang nỗ lực làm việc hết công suất nhằm tạo ra một khu vực thi đấu đẹp mắt, hào nhoáng cho tất cả các trường samba tại đây. Các tuyến đường sẽ diễn ra hoạt động diễu hành cũng được sơn sửa lại tươi mới hơn. Tôi thậm chí đã làm việc quên cả thời gian suốt từ 6 giờ sáng đến giờ. Lễ hội Carnival sẽ chính thức bắt đầu tại Rio de Janeiro vào ngày 13 tháng 2 theo giờ địa phương, sau khi King Momo nhận chìa khóa vào thành phố từ thị trưởng Eduardo Paes và tuyên bố lễ hội mở cửa cho tất cả mọi người. Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sẽ được tổ chức long trọng cho đến hết ngày 18 tháng 2. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.